Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề tại Ukraine, khuyến khích các nhà lãnh đạo thế giới giữ bình tĩnh và sử dụng biện pháp ngoại giao. Tôi lặp lại những điều này, chúng tôi không ngừng tìm kiếm giải pháp hòa bình. Vào thời điểm quan trọng này, Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để tránh đổ máu thêm. Đã đến lúc quay lại con đường đối thoại và đàm phán. Theo ông Guterres, hiện tại Liên Hợp Quốc tập trung vào những nỗ lực và công tác nhân đạo để hỗ trợ người dân Ukraine. Về phần mình, hãng tin TASS của Nga dẫn lời Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov ngày 22 tháng 2 bày tỏ mong muốn Liên Hợp Quốc sẽ dựa trên những nghị quyết đã được các nước thành viên thông qua theo đúng nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương Liên Hợp Quốc khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Tổng thống Nga thì kêu gọi quốc tế công nhận bán đảo Crimea vào năm 2014 là một phần của Nga. Ông Vladimir Putin nói, việc Nga sắp nhập vùng đất này vào lãnh thổ Nga là sự lựa chọn của phần đông người dân, giống như Kosovo. Việc sắp nhập đã bị các cường quốc phương Tây lên án rộng rãi là vi phạm luật pháp quốc tế.